Với những khách hàng yêu thích Pinot cơ thì lựa chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng sản phẩm tốt, được nhân viên tư vấn chuyên nghiệp tận tâm và đội ngũ giao hàng nhanh chóng thì hãy đến với Minh Phụng Music. Hôm nay mời anh em tiếp tục đồng hành cùng team chuyển đơn hàng Pinot cơ số lượng lớn đến đại lý tại Vũng Tàu. Cùng chúng mình bắt đầu video thôi. Đây là những chiếc Pinot cơ từ nhiều thương hiệu khác nhau với nhiều model mới cùng mức giá cực kỳ hấp dẫn, hiện đang được kinh doanh tại showroom. Trước mặt anh em là các cây Pinot cơ đã quấn ni lông cho chuyến đi đến với đại lý vào ngày mai. Còn đây là những chiếc đàn đã đóng thành kiện vô cùng chắc chắn để lên đường trong hôm nay. Team vận chuyển đã có mặt để mang được cây Pinot cơ có khối lượng hơn 200kg, cần đến sự chuyên nghiệp cũng như sức mạnh của 5 thanh niên đội tải. Khiến đàn cơ được dời ra phía ngoài cố định bằng dây cao su dày, đội tải sẽ dùng sức nâng đàn lên, đưa xe đẩy vào dưới thùng, giúp việc mang đàn thuận lợi và đỡ mất sức, đồng thời tránh được hư hỏng thùng đàn, làm mất đi giá trị cao cấp của một chiếc Pinot cơ. Đội vận chuyển vừa đến, bạn nâng xe tải đang hạ xuống sau thùng xe mở ra, được team chuẩn bị sẵn sàng đưa Pinot cơ vào. Chiếc Pinot cơ đầu tiên đã được ràng dây cẩn thận, năm thanh niên cùng nhau đẩy thùng đàn lên dốc. Anh em hãy tiếp tục theo dõi các team đem đàn vào xe cùng với Minh Phụng Music nhé. Đến thùng Pinot thứ hai thôi, thùng được đội kéo ra phía ngoài, chuẩn bị lên xe, tiếp tục đẩy đàn lên dốc ra phía bàn nâng và Pinot được xoay ngang, rồi đội đẩy đàn vào trong để tiếp tục những thùng Pinot sau. Chiếc Pinot cuối cùng đang được team cố định dây chắc chắn để bảo vệ toàn diện thùng, tránh sốc trên đường đi, thì dưới đáy mỗi thùng đều lót một tấm gỗ dày tạo độ cân bằng. Đây là phòng kỹ thuật nơi những chiếc Pinot cơ sẽ được kiểm tra cẩn thận, tìm lỗi sửa chữa, cố định từng chi tiết của đàn từ lúc nhập hàng về đến khi trưng bày, được khôi phục toàn bộ một cách hoàn hảo nhất. Trước khi giao hàng đến tận nhà cho khách hàng, mọi chi tiết trên cây Pinot cơ đang được nhân viên kỹ thuật chăm chú kiểm tra và xử lý. Và đây là những dòng Pinot cơ dành cho khách hàng mua lẻ đã được lên đơn đóng gói, bị giao phục vụ cho anh khách tại Bình Dương, đã được team tân trang kiểm tra một cách hoàn mỹ nhất. Vậy là buổi lên hàng Pinot cơ đến với đại lý đảo hàng tập. Team xin cảm ơn tất cả anh em đã có mặt trong buổi chuyển hàng lần này, và nhất là các bạn, những viewer thân thiết đã luôn đồng hành trong tất cả các clip từ giao hàng xuống công đến review đàn. Có các bạn mà team được tiếp thêm nhiều động lực để ra những video chất lượng hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.